vậy. Mà chị cũng vậy. Xài hoài luôn. Cái gu đó ai đi ra ngoài ai nói là quê hay sao không cần biết, nhưng hả mình thích là mình xài hoài. Qua cỡ nào mình cũng mua. Cỡ nào cũng xài. Tao phải để cái này cho đặc biệt cho tụi bay đừng nó gần cho bữa này. Quá trời quá đất rồi. Mưa xuống thì mình nóng rồi. Hôm nay là mình đang hiểu về cái máy che là bởi vì mình đặt cho ấm nè. Cái đó là mưa ngoài mạnh ngoài thì không có che. Nó phải nặng nói mà thấy một người quá. Cái đây là rồi. Mưa xuống cái ông phục vụ chút nó sao đâu. Nó phải cần nhiều kiểu không quạt em. Chị lên chị muốn chụp hình với cưng em xỉu chị muốn đến chụp hình với cưng mà chị thấy đông quá rồi chị xuống luôn. Mình thấy nhường nhường chút đi, đông quá đông. Hôm bữa trước khi lên hồ mà vui, trước khi lên mộ lên cái sân khấu nó cứ như vậy nè. Trời ơi thôi đi xuống đi. Mình bữa sân khấu đặt không? Sân khấu mình đặt đặt bên cái kìa. Rồi luôn. Bữa đụng đi luôn. Chút rồi. Em bữa đông quá. Chịn nữa không? Đông quá trời quá đất luôn á. Kẹ lên bây giờ mà. Hôm bữa xong rồi cái quay trở lại đút nhan chảnh là tại vì nghĩ là không có lên nữa. Nắng không có lên nữa. Rồi xong cái hôm nay cái có ông này có duyên cái lên lần thứ hai. Mua mấy lần nhưng mà tại lần cho đi. Tại chị đẹp quá à. Quỷ mày. Nhà tao bán vàng. Đều chắc thành tay không em. Bán vàng xịa, bán ký không à. Hộp sòn mình cái ký cái rổ luôn à. Đúng rồi, hộp sòn cái ký cái rổ luôn. Hộp sòn đâm bằng lon. Ký 700 triệu nữa đó, mày nói nữa đó. Vô là bắt đầu lúc đó là người ta chửi, tao nói là cái gì hộp sòn chở kim biên thế này nè, cũng liền. Mà vô hộp sòn là dù là hộp sòn chở kim biên mua cũng tốn tiền chứ bộ. Hộp sòn là mua cũng tốn tiền. Trời mà đồ giả giờ đẹp hơn đồ thiệt nha. Thiệt, đồ thiệt giờ nhìn cụ lằn thấy mồ luôn á. Dạ. Ừ. Đồ thiệt đẹp lắm. Đúng rồi, đồ giả đẹp lắm. Chứ mình thấy mồ. Hộp sòn là anh Đông. À. Lên tầng 2 kiếm mắt sư Quốc Thanh. À vậy hả? Nổi tiếng. Thôi chị đeo hộp bé mày ơi. Có nhiều khán giả hỏi bộ phim của Phương Lê Mission đóng vai gì. Anh biết kêu em đóng vai gì không? Kêu em đóng vai Vân Tiên, em nói là tao lại đi. Cái mặt tao đóng tiên ngáo được không? Nghĩ sao? Không, dù, tiên ngáo ai đóng á? Dù nó sao dai rồi. Dù sao cái mặt ta vậy cũng dễ thương, bắt ta đóng cái mặt năm giờ sao được. Nếu như muốn đóng cái vai đó là phải ăn là phải lên ít nhất 10 kg nó mới chành bành cái mẹ ra vậy nè. Đúng. Đeo mặt nạ vô chị. Đeo mặt nạ vô hả? Có bánh ít có đầy đủ luôn nha. Còn cái bánh ít kìa muốn ăn nó đại đi giả bộ nữa. Ủa em nhớ giả bộ nó có bánh ăn cái nè, còn cái nè. Muốn ăn nó đại đi giả bộ nữa. Ông nhìn mà nóng cười kìa. Hello. Lên muốn ăn sạc nghiệp của ổng luôn. Mấy cái clip chị đó là mình chơi thiệt đó chị ơi. Hả? Vậy là mình chơi thiệt đó. Còn chơi giả là không dám ăn đâu, phải không? Chắc đâu coi hả? Chơi khán giả kia là chị quá trời nên muốn trời ơi chị quậy đây tanh bành hết anh Vũ Linh đủ rồi. Cái clip của chị nhưng mà kênh khác tăng. Ờ đúng rồi. Đó, coi chứ. Đó. Bị anh Năm nó mày quậy quá. Tôi lên like em. Có coi cái khúc mà dậm chân á. À cái đó là con Kỳ Lâm. Khán giả nha. Còn cái bữa mà vụ cái nồi đó, cái chảo. Vậy là hiện ra có hai cặp Kỳ Lâm nằm đâu rồi? Nào người kia cặp còn cặp chị đem vô không được. Anh có bao nhiêu cái kênh YouTube mình nữa vậy? Anh là này cô Long Lan cho 6 kênh. Chị mới thay ngày mỗi kênh mỗi chủ đề khác nhau. Vậy dạ. Anh làm về nhạc, về phim, rồi về tâm linh. Ngày qua nè con. Rồi về chuyện ngụ ngôn, chuyện cổ tích. 6 kênh. Rồi tin tức nói chung là đó. Anh nói từng kênh cho em nghe được không? Kênh đầu tiên là kênh của News. News là làm về tin tức. Tin tức. Cái thứ hai là quốc bản entertainment. Dạ. Entertainment thì làm về nhạc với phim và cái câu chuyện của Vũ Linh thì làm kênh đó. Dạ. Còn kênh thứ ba là thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh thì thấy chuyện ma rồi nói về nhân quả nọ đó em. Cái giọng của anh hay sao? Giọng anh luôn. Dạ. Còn kênh thứ tư là cái kênh nó gọi là bên phe bên ta có hai cao vàng. Tứ khoái tức là bốn cái khoái trên đỉnh lên bên đó. Bốn cái loại thích của đại nhân. Đi review ăn uống này nọ đúng không? Dạ. Dạ, tứ khoái ha. Tứ khoái. Tên là tứ khoái. TV, tứ khoái TV. Tứ khoái TV. Dạ.
là mấy rồi? Bốn rồi. Thứ năm là truyện cổ tích. Truyện cổ tích. Nhưng mà bây giờ anh đã đặt tên đổi lại là kho tàng truyện độc. Kho tàng truyện độc. À. Là mấy? Là năm rồi. Là năm rồi. Chị đã bình tĩnh đó. Còn cái nữa? Một cái thì mới lập ra là Quốc Võ Life. Life là từ cuộc sống. Cuộc sống. Life. Dạ. Live travel du lịch rồi đó ha. À. Quá trời. Chuyện cổ tích là nói về em cho em bé ha. Cho em bé. Giống như tụi khán giả mà có con cái và ở trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2 đó. Dạ. Thì vào đó thấy nghe chuyện cổ tích. Dạ. Truyện về phương tròn. Dạ. Em nghĩ là chắc anh nên làm một cái kênh nó nói về tình yêu đôi lứa đi. Từ từ. Nhiều quá mà lên mất rồi. Đủ thể loại. Cho nó đầy đủ thể loại. Chắc em phải tìm tới cái kênh mà kể chuyện ma quá. Thế lớn tâm linh. Cô quả nêu là lớn nhất ha. Về tin tức đó hả? 449.000 qua đây thì đó. Thôi thì em cũng chúc anh sớm đặt cái nút vàng. Nút vàng, nút bạc là đã qua lâu rồi. Rồi tới nút vàng. Mấy kênh kia thì có nút bạc hết chưa anh? Nút bạc hết. Nó mát đối với mọi người nhưng nó ba nút bạc. Ba nút bạc. Dạ. Kênh đó mới mở được chưa? Dạ. Cho nên bệnh giống như em bé vậy. Mà lượng coi nhiều ở bên Mỹ là lãnh đồ tiền nhiều hơn Việt Nam. Cái view 8 lần. 8 lần nhưng mà 8 lần nhưng mà cái thuế nó cao, thuế cao hơn. Dạ. 30. Bà cho nó 40. Dạ. Nhân công chi sao mà nó cấp được 3. Dạ. Dạ. Giữ cái ớn này ha. Kiếm mấy chục. Tám người Việt Nam coi mới bằng một người Mỹ thôi. Chớ rồi, chị không phải đại gia đâu chứ, mình đã có biết ông Sáu đó. Ông Sáu ơi, biết em không? Chứ mà em không biết ông Sáu ngoại chứ. Em nói cười. Ơi mập. Ơi mập. Lại cứu. Kiếm mập nữa. Nếu nói chuyện thoại. Kiếm thử em không đâu. Cháu nội điện. Cháu nội. Còn có mấy ngày nữa là đầy tháng cháu nội rồi. Mà anh Quốc Võ anh về là anh không thấy được. Ơi mập. Tâm. Ơi mập. Mẹ nè con. Bôi. Rồi đâu rồi. Ấy dù. Ghét không. Mấy tháng rồi xuống. Hello. Mới có mười mấy ngày hả chị? Hello, bà nội nè bôi ơi. Chào nó thấy nó kêu bà nội ơi, cái chạy tụt bụng luôn. Chạy gì tụt bụng dữ vậy trời ơi. Trời ơi, dòm nè. Giống ông nội ơi. Ít cưng không? Thấy không? Cái khuôn mặt đó. Giống ông nội dữ vậy. Giống ghê luôn. Mới có mười mấy ngày rồi đó. Hả? Ngoài đây nè. Quá trời cưng. Ở sát đây hả? Cưng dữ lắm luôn. Mấy cây số rồi. Đâu anh để vậy đâu có nghe được. Bữa nay nguyên không con? Nguyên không bữa nay rồi nguyên không? Trời hầm quá, mưa mà hầm. Chó đẻ mày. Vợ mới có bà lớn vậy nè. Đây con trai nè. Trai đẹp trai quá trời. Hello mọi người đi con. Chào mọi người đi. Trời ơi, tại nhà ta đang nuôi đẻ vợ đó. Nhà ớn quá, nuôi đẻ mới ghê. Đang ở trong ổ với vợ.